Hello tất cả các anh em, chào mừng anh em trở lại với chung kênh Gaming Và đây là con game The Planet Crafter Thì ở coi như tập trước tôi đã có nói với anh em là tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn Coi như là cái chỗ của 12 cái rương vàng nha anh em Thì bây giờ ok, tôi sẽ thực hiện trong video này mà anh em cùng tôi khám phá địa điểm của 12 cái rương vàng đó nha Đây cái thứ nhất anh em thì nó sẽ nằm ở cái khu vực uh, hồ nước này nè nó sẽ nằm ngay dưới bức tường nếu như mà anh em chơi những cái coi như là những cái lúc đầu tiên á thì cái chỗ này nó chưa có nước đâu nó sẽ chỉ là một cái uh, sa mạc khô cằn thôi anh em em hãy đi tới cái chỗ này đây nó sẽ nằm ở ngay cái bức tường này đây sẽ xoay một vòng xung quanh cho anh em xác định cái vị trí của nó đây là cái thứ nhất nha cái lương thứ hai thì nó cũng nằm khá gần anh em đây nó sẽ nằm ở cái khu vực có cái con tàu khổng lồ này em hãy đi lên cái nóc của nó nha đi lên trên này và nó nhìn qua trái thì nó sẽ nằm đây ở trong cái hốc kẹt này hay cái thứ hai nó nằm ngay đây nha và cái thứ ba anh em thì nó sẽ nằm trong cái vùng bên này là anh em sẽ đi vào cái thung lũng này nó có một cái đường nhỏ bên đây để đi qua cái khu vực mà có mấy cọc của anh em mà tôi nói giống như là cọc của ngô quyền mà đóng tàu đánh đánh giặc hồi xưa ấy đây mình sẽ đi qua khu vực đấy mẹ và đi qua đây tự nhiên chờ đổ lét tới ghê cha ôi giời à, và anh em nếu như có đi qua khu vực này á thì nhìn ở bên này là anh em nó cũng có một cái hang cũng khá là ẩn ở bên đây hang này là một cái hang osmium nè và uranium ấy anh em có thể vào đây để mà lấy và cái hang và ô và cái lương đó nó sẽ nằm ở phía này nè. đây nó sẽ nằm sau cái cột bự này anh em cứ đi dọc theo cái bức tường này á là sẽ thấy nó thôi cái thứ ba nó nằm ngay đây nhé anh em rồi. mẹ cái gì đá gì, ghê vậy Tao chơi quăng đá xuống đầu mình nha anh em Quá <laughs> Và cái lương thứ tư đó, anh em Nó sẽ nằm Coi như là khá gần nhà của mình Nếu như anh em xây nhà giống như tôi nha Ở trên cái mấy cái chuyện núi này nè Thì nó sẽ nằm ở cái khu vực Mà cái giống như là một cái con suối này nè anh em Đây Nó sẽ nằm ở dưới cái hốc đá này nè Đây cái này anh em nói chung là lúc đầu chơi thì sẽ không có nước đâu nó sẽ nằm ở dưới cái hốc này nè đây em đi từ nhà của tôi nha cái này thì nó sẽ nằm ở ngay đây đây là cái thứ tư và cái thứ năm anh em nó thì nó cũng là kha cũng gần coi như là gần sát ngay bên cái thứ tư này luôn tôi sẽ lấy cái cột mốc là cái căn nhà của cái căn cứ của tôi luôn anh em mình nó nằm ở cái khu vực mà những cái tảng đá aluminum này nè và anh em hãy đi ở bên cái rìa bên trái nha anh em đừng có đi vô trong rất là dễ, dễ bị lạc đây, cái lương thứ năm anh em mình đi ra đây là tại tôi xây nhiều khá là nhiều cây cho nên bây giờ nhìn hơi rườm ra cái lương vàng thứ năm anh đi cái đêm rồi đi ở ngoài rìa này nè thì nó sẽ nằm trong một cái hốc đá này nè là những hốc đá bự này này và vị trí chính xác hơn nữa là anh em hãy đi hết đi nè. anh em đi ra hết nguyên cái rìa của cái khu vực nhôm này luôn và anh em sẽ đụng một cái khu vực coi như là bãi trống như vậy nè đó một cái đường qua một khu vực mới và anh em xoay vào trong anh em sẽ thấy cái lương vàng nó nằm ở ngay đây luôn đây rất là dễ kiếm nha Ê, này là dễ, coi như dễ định vị nhất nè anh em. Cứ kiếm cái chỗ trống khu vực trống này và qua là sẽ thấy nó nằm ngay đây thôi. Đây, cái lương vàng thứ năm nha anh em, cái chỗ này hơi dễ bị lạc bởi vì nó tối âm u và những cái tảng đá này rất là dễ bị lộn nha nên em em phải để ý kỹ nha. Cái lương vàng thứ sáu thì nó sẽ nằm trong cái khu vực mê cung những cái tảng đá này nè anh em Nếu như mà anh em đi vào anh em hãy tìm đường để đi vào cái con tàu mà nó bị coi như là bị đắm ở trong cái khu vực này nè anh em tôi sẽ đi thẳng tới không cắt video để cho anh em dễ hình dung luôn anh em hãy tìm đường nha đây nói chung là đường nào cũng được nó rất là nó mới cung mà anh em rất là nhiều đường và nói chung là anh em hãy tìm tới được cái đây cái con tàu nó nằm ngay đây này và anh em hãy xác định nha đây tôi sẽ đứng ngay đây anh em xem cái vị trí của tôi và từ cái cái chỗ nhìn của tôi là anh em hãy đi qua bên trái một tí, đây nó có một cái hốc nhỏ bên đây này, và cái rương vàng thứ sáu nó sẽ nằm ngay đây nhé anh em, đây cái vị trí sau khi mà tìm thấy nó là nó sẽ như vậy mà, đấy, cái lương vàng thứ bảy thì nó sẽ nằm trong cái hang iridium này nè anh em, đây cái hang uh, cát này này anh em hãy đi vào và lấy cái móc là cái cửa hang này, này anh em cái cửa hang để đi qua cái dùng kiểu như là xuân phu này này đấy quay qua phải và anh em đi dọc theo cái chỗ này thì đây anh em sẽ thấy một cái một cái cái giống như một cái miếng đá em nhìn xuống đấy cái lương vàng thứ bảy nó sẽ giấu trong đây nói chung là đồ gì mà ngon vàng gì nó toàn chơi nó toàn chơi giấu không mà anh em ơi cái rương vàng thứ 8 á, thì nó sẽ nằm ở bên cái khu vực mà có cái dòng chảy cát nha anh em anh em sẽ đi xuyên qua cái khu vực xuân phu lưu huỳnh này và anh em đi bằng cái lối ở bên trái nè anh em sẽ đi ra thấy theo vị trí này thì anh em sẽ nhìn cái khu vực này nó như thế này thì cái lương vàng nó sẽ nằm ở ngay cái đây cái đống đá ở dưới này nè anh em anh em hãy đi xuống và mò 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 mẫm một tí một cú bắt ốc một tí thì nó sẽ nằm ở bên đây đây cái lương vàng thứ 8 nha anh em chung là cũng khá dễ tìm đấy. Cái lương vàng thứ 9 anh em thì nó sẽ nằm khá xa, nó sẽ nằm ở cái khu vực thung lũng to này nè anh em, đây cái vùng đất này này. Đây. Và cái khu vực này khá là lớn anh em và địa thế của nó cũng rất là dễ bị lạc cho nên á cái cách dễ nhất á là anh em á hãy đi tới cái khu vực rồi nè và anh em hãy tìm thấy cái xác tàu nó nằm ngay góc nè anh em thấy không? Đây cái vị trí tôi đứng sẽ nhìn cái con tàu nó theo cái hướng này và anh em hãy quay mặt lại đấy em hãy tìm thấy cái khối đá ở sau lưng của anh em thì cái lương vàng đấy thương vàng nó sẽ nằm ở đây nha đấy cái vị trí nó sẽ như này nè anh em em chỉ cái việc kiếm được cái con tàu đó là sẽ kiếm ra cái dương vàng này thôi Đấy nó nằm ngay đó và cái lưng vàng nó nằm ở ngay cái cột này ok anh em À, cái gương vàng thứ 10 với anh em thì nó nằm ở trong cái khu vực mà có cái cổng dịch chuyển khổng lồ này đây nếu như anh em đứng như thế này này anh em nhìn qua thì nó cái gương vàng nó sẽ nằm ở khu vực bên phải này cái, à, cái chung chỗ này thì anh em sẽ sẽ hơi phức tạp nha anh em phải định vị được cái vị trí của mình thì mới tìm được anh em nó nằm ở trong cái à, hình đá rất là lồi lõm anh em đi qua phải đây nhìn như vậy nè anh em thì anh em hãy đi nghiêng nghiêng đó nè đi nằm làm sao cho nó đi cho nhìn thấy cái cái cổng nó dọc dọc vậy nè thì á cái rương vàng nó sẽ nằm ở cái cục đá thõm trong sau đây anh em sẽ nằm lọc thỏm ở trong cái cục đá này bởi vậy rất là khó tìm và nếu như để định vị dễ hơn á thì anh em hãy xem vị trí tôi đứng nè và nhìn qua cái cổng nè anh em thấy không thì anh em sẽ đứng cái vị trí làm sao để nhìn được cái cái khung cảnh nó như vậy nè thì sẽ thấy được cái lương vàng thứ 10 thôi. đây, okay, ha anh em, cái lương vàng thứ 11 một anh em nó sẽ nằm ở cái vùng đất xa, phía xa anh em ở gần cái chỗ cái con tàu mẹ khổng lồ này nè. đây cái con tàu coi như là con tàu chính luôn á anh em nó đang nằm ở đây nè anh em sẽ đi băng qua cái vùng đất của con tàu này và sẽ đến một cái khu vực là hồ nước, sông suối anh em. Đây mình băng qua cái sa mạc này rồi thì mình sẽ tới một cái vùng đất cũng khá xanh tươi Cái chỗ này tôi đã trồng cây sẵn trước rồi anh em cho nên là nhìn nó mới đẹp như vậy đấy Đây nó nằm ở cái khu vực này bây giờ mình sẽ đi xuống xem Thì tới đây rồi anh em hãy nhìn qua phải nha Nếu như anh em đi theo cái hướng giống tôi Em sẽ thấy nó có một cái khu vực toàn là đá rất là to nè anh em Đây cái tảng đá bên phải nè cái coi như là cái địa hình núi đá rất là nhiều đây nếu như anh em đứng ngay cái chỗ này nè anh em sẽ đứng đối diện với nó luôn đây, anh em sẽ đứng đối diện với cái tảng đá cái khung cảnh nó sẽ như thế này đấy cho anh em xem thì á anh em hãy chọn cái nó sẽ nằm ở dưới cái cục đá này nè anh em đây cái cục đá ở phía này nè trái cái chỗ này thì nó cũng khá là khó kiếm nha anh em tại vì anh em nhìn xuống sẽ không thấy đâu thì anh em phải đi tới và chui vô một cua cái góc hẹp này đây cái lương vàng thứ 11 nó sẽ nằm ngay đây nha anh em nói chung là à, tôi à, tôi cải tạo nó có nước cho nên là khó kiếm một tí nếu như mà anh em chưa tới cái mức độ mà có nước nhiều nước như tôi thì chắc dễ sẽ dễ tìm hơn nha đây nhìn như vậy nè chỗ này khó kiếm nên tôi sẽ làm kỹ một tí đối diện với nó thì nó sẽ nằm dưới đây nha anh em xuống chui vào và lương vàng thứ 11 đây nha đây và cái lương vàng thứ 12 cái lương vàng cuối cùng anh em nó cũng sẽ nằm ở cái khu vực của cái lương thứ 11 này anh em đi ngược lại và anh em leo lên núi sẽ đi ra cái khu vực mà nó mới update mới nhất đó anh em đó là cái khu vực mà có những tảng đá như quân cờ mà lúc tôi chơi tôi có đi khám phá cho anh em xem nếu như anh em nhớ đấy anh em hãy đi lên cái khu vực đó Đây nếu như anh em đi bằng cái hướng đúng như cái cái lối của tôi đi nè, sẽ đi lên trên cái địa hình như thế này. Đây. khi anh em qua được cái cổng vòm này, anh em sẽ thấy cái con tàu mà cái kho anh em nó sẽ nằm ở bên phải. Thì anh em đi qua cái cục đá này rồi á, anh em sẽ quẹo trái nha. Sẽ ra lại cái vùng mà có thác nước, thác cát nè anh em. Đây và anh em cứ đi thẳng tới thôi anh em hãy bay lên cái vị trí của các những cái cục đá này nè anh em Anh em cứ đi tới và đây cho anh em xem cái vị trí nó như thế này nha Cảnh nó sẽ như thế này nè anh em Và cái rương vàng này nó sẽ nằm ở ngay cái hốc này Đây Cái lương này là mới update luôn nè anh em lúc trước nó chỉ có 11 cái thôi Cái 12 này thì là nó mới nhất luôn đây Đây nha anh em Nó sẽ nằm đây Ok nha anh em ơi, tôi đã hướng dẫn cho anh em đầy đủ vị trí của 12 cái lương vàng Coi như là anh em cứ xem video và làm theo cái hướng dẫn của tôi là sẽ chắc chắn tìm ra thôi Những cái lương vàng đó nó có chứa Coi như là những cái tượng vàng dùng dùng để trang trí rất là đẹp Và cái quan trọng nhất đó chính là những cái cây golden seed nha anh em Những cái hạt giống và nó cho tới 600% cái oxy lận Coi như là những anh em nào mà để tôi bú miếng oxy cái những anh em nào mà mới chơi ấy, mà tìm ra được uh, 12 cái lương vàng này ấy, thì cái tốc độ coi như là cải tạo oxy trên cái hành tinh này là siêu lẻ luôn nha anh em. Các anh em, uh, cảm ơn anh em đã theo dõi video này cùng chúng ta gaming nha. hẹn anh em ở các con game sinh tồn sâu trên channel chúng ta gaming. Anh em nhớ để lại một like và một đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi những cái video và những cái hướng dẫn sau này của các con game sinh tồn kế tiếp nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.